chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin Gặp Nhau Cuối Ngày. Và các bạn thân mến, nửa năm đã trôi qua rồi, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 7, ngày 1 tháng 7. Và hãy cùng xem bản tin ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn những thông tin nổi bật gì nhé. Sau gần 3 tháng lên sóng và nhận được sự đón nhận của nhiều đối tượng khán giả cũng như là nhiều độ tuổi khác nhau, cái kết của bộ phim Sống Chung Với Mẹ Chồng được phát sóng vào tối ngày hôm qua ngày 30 tháng 6. Mặc dù kết thúc có hậu nhưng vẫn khiến khán giả không khỏi hụt hẫng. Mở đầu phim thì ông Phương, nghệ sĩ ưu tú Trần Đức chỉ ra những sai lầm của từng thành viên trong gia đình, và ông cũng thuyết phục bà Phương là nghệ sĩ nhân dân Lan Hương cho vợ chồng Thanh là Anh Dũng và Diệp là Trang Cherry được ra ngoài ở riêng và để Thanh có thể trưởng thành hơn, và bà Phương cũng đã đồng ý. Mối bất hòa giữa Minh Vân là Bảo Thanh và mẹ chồng cũ cũng đã được hóa giải. Vân bất ngờ đến chúc mừng sinh nhật mẹ chồng và cũng khiến cho bà Phương xúc động và ngậm ngùi, đành nói lời xin lỗi và chúc Vân hạnh phúc. Vân cũng đồng ý để đến với Sơn là Việt Anh, và cô cũng thú nhận có thể là mình không còn khả năng làm mẹ sau tai nạn, và tuy nhiên thì Sơn vẫn muốn ở bên cạnh cô, và bộ phim kết thúc bằng nụ hôn thật dài của Vân và Sơn. Bộ phim kết thúc và đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, người khen là nhân văn và kẻ chê là phi lý. Khán giả Thanh Hằng thì cho rằng phim này kết thúc khá đẹp, Minh Vân và Trang thì đều được hạnh phúc sau rất nhiều đau khổ. Tình tiết bà Phương nhận ra sai lầm và xin lỗi Vân cũng được biên kịch thêm vào để tạo thêm tính nhân văn cho câu chuyện. Một số khán giả khác thì nhẹ nhõm vì Vân đã không quay trở lại với chồng cũ. Trang, bạn thân của Vân thì đã tìm thấy được đứa con mất tích và không rơi vào bi kịch giống như là trong truyện. Vào ngày 30 tháng 6 vừa qua thì chuyến xe buýt Mui Trần đầu tiên đã được đưa vào vận hành thử, và đây cũng là cơ hội để người dân và khách du lịch có dịp để quan sát, chụp hình các danh lam thắng cảnh tại Hà Nội. Chuyến xe buýt Mui Trần đầu tiên đã được thí điểm để phục vụ cho sự phát triển du lịch của thủ đô đang chính thức được vận hành thử và đi vào hoạt động. Theo dự kiến thì những chiếc xe đang được khảo sát và lựa chọn lộ trình để phù hợp phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau như là khách du lịch, người dân trong thành phố vân vân, và sẽ dừng đỗ ở những địa điểm du lịch là điểm nhấn của thủ đô Hà Nội, di tích lịch sử hay là danh lam thắng cảnh. Xe buýt hai tầng được ưu tiên lựa chọn bởi vì nó có không gian mở, giúp cho khách du lịch có thêm không gian tầm nhìn thoáng hơn và giúp du khách có nhiều cơ hội để quan sát cũng như là chụp hình các danh lam thắng cảnh tại Hà Nội. Hiện nay thì qua khảo sát sơ bộ thì chuyến xe buýt Mui Trần 2 tầng thì đã có một lộ trình rất là phù hợp đối với những tuyến xe chạy vào phố cổ Hà Nội, hay là lộ trình có rào cản cho xe buýt có chiều cao lớn như là cây xanh, cáp điện thì sẽ có thời gian để khảo sát qua những trải nghiệm trên thực tiễn. Tần suất các chuyến đi thì vẫn đang được khảo sát và quyết định. Theo dự kiến thì những chuyến xe này sẽ được vận hành trong quý 4 của năm nay. Một cô gái tại Sài Gòn đã che mặt và ra giữa phố đi bộ, giơ bảng xin tiền Sky để mua điện thoại, và hiện tại vẫn chưa rõ danh tính của cô gái có hành động kỳ lạ này ở nơi công cộng. Tuy nhiên thì dù nhiều người tò mò dừng lại nhưng chẳng ai hưởng ứng nổi cái hành động này. Những hoạt động bất thường diễn ra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tại Sài Gòn thì luôn thu hút được sự quan tâm của đặc biệt số đông các bạn trẻ có mặt tại địa điểm vui chơi công cộng này, và đặc biệt là trong các buổi tối thứ sáu khi mà mọi người đều đổ ra đường để giải trí sau khi kết thúc một tuần làm việc vất vả, thì việc mà một ai đó hành động kỳ lạ thì cũng đủ trở thành một đề tài để đám đông bàn tán. Tại vòng loại của lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn 2017 đã xảy ra một sự cố đáng tiếc khi một ông châu điên đã bất ngờ húc trọng thương một người đàn ông ngay trên sới thi đấu, khiến cho nhiều khán giả xem cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Và theo như chia sẻ thì sự việc diễn ra vào trưa ngày 1 tháng 7 tại vòng loại lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn năm 2017 thuộc quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Khi hai ông châu được dắt vào sới thi đấu thì ông châu mang số 18 đã quay lại và tấn công một người đàn ông, húc tung người này lên chân không, và do chiếc sừng bị đâm xuyên vào mạng đùi nên là nạn nhân đã gục ngay trên sân cỏ. Và ngay sau khi sự cố xảy ra thì lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khiêng người đàn ông này ra khỏi sới và đi cấp cứu, và đồng thời cũng là để đảm bảo an toàn cho những vị khách ngồi ở phía trên. Và đó là những thông tin nổi bật có trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và một tháng mới thật nhiều niềm vui nhé. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon, hẹn gặp lại vào tối thứ hai.